tưởng của em đối với người bạn trai? Dạ, hình mẫu lý tưởng đối với người bạn trai là giống Sinh Hai Yun đó chị. Thích Sinh Hai Yun đó chị, đờn đờn với hát này nọ. Và bạn trai em là biết tôn trọng người lớn với ca lăng là được rồi. Vui vẻ thì giống ai, giống rồi. Ai mà đờn hát thì chưa nghe nè. Sinh Hai Yun đó chị. Ô, Sinh Hai Yun là một tài tử người Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Sinh Hai Yun, để coi nè. Chào cưng. Em tự thấy mình giống Sinh Hai Yun không? Em có biết Sinh Hai Yun là ai không? Em không có coi nhạc Hàn Quốc nên em... Mà em không biết người đó luôn đúng không? Không. Chị còn không biết nữa sao em biết? Tôi bỏ đi ha. Dạ. Mà em có thích nghệ thuật không? Dạ có. Em có tham gia nghệ thuật bao giờ chưa? Hồi xưa em lúc năm 2015 em có đi đóng phim, phim truyền hình. 2015 mới đóng phim hả? Phim gì vậy? Em đóng vai nhỏ nhỏ bên Cascader. Là vai gì? Vai nhỏ nhỏ là vai gì? Vai công an bên bộ phim Canh Bạc Cuộc Đời tập 36. À, như vậy là cũng đã tham gia nghệ thuật, cũng đã đóng phim. Được rồi em, cái Sinh Hai Yun nó ở xa lắm em ơi. Kiếm cái người kế bên mình nè ha. Nè ha. Dạ còn không giống anh Quyền Linh vui vẻ gì vậy. Giống Quyền Linh kiếm không có ra đâu em ơi. Việt Nam có một người một à, không có kiếm được. Anh này anh dễ thương anh luôn á. Có vẻ bự bự hơn anh ha. Tròn bụng mỉm giống á, nhìn cũng được lắm á. Ở bên kia yêu cầu giống giống Quyền Linh, thấy giống không? 80%. 80% giống Quyền Linh. Thấy giống có cái tóc rồi đó, quăng quăng. Trời ơi, con gái xinh dữ vậy trời. Xinh lắm luôn nè. 24 tuổi có tin nổi không? Quá trời trẻ luôn vậy đó. Ví dụ giờ đàn trai chịu rồi cưới liền được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ tiến đó luôn. Thì bây giờ ba mẹ đang hai bên đều đang nôn nao cái chuyện đó. Làm dâu được không? Dạ được luôn anh. Trời ơi sao nó giỏi dữ trời. Em mình dung cái người bạn gái bên đây sao? Nghe qua giọng nói thì em thấy là bạn gái này lễ phép với lại tùy mị. Thôi khỏi còn hình dung hồi tưởng tượng đẹp hả? Không? Hết hồn. Tưởng tượng đẹp không? Chắc đẹp cũng cỡ Ngọc Trinh. Bạn này rất là dịu dàng. Một kiểu dàng. Khác nữa. Không, bạn này ngọc nữ. Đây, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Wow, đây đây em. Mời anh trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào bạn nữ bên kia. Và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đào Nhật Tân. Em 26 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Tân 26 tuổi làm gì Tân? Công việc của em là tài xế xe cứu hộ. Rồi còn em giới thiệu đi. Chào quý khán giả, chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Và em, bạn trai ngồi bên kia. Em tên là Bùi Ngọc Diệu, năm nay em 24 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng về quản lý ngân hàng. Em có thể nói điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là em rất là yêu thích nghệ thuật. Rồi em hay bao dung, tha lỗi cho người khác và thích làm việc thiện. Và em rất là biết nấu ăn nữa chị. Biết nấu ăn hả? Dạ, biết nấu ăn, biết đó. chút rồi chị. Vậy hả? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em đó là dễ tin người. Và em làm việc gì cũng chậm hết. Tại vì em quan niệm chậm mà chắc. Chứ mỗi khi mà em có một cái thói quen xấu đó là mỗi khi mà em thèm ăn cái món gì là em ăn cho đến khi nào ngán thôi, khổ luôn, không ăn nữa. Vậy đó hả? Mà bạn trai, em ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng. Có gì nữa? Rất là nhát gái. Rất là nhát gái. Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? 4 mối tình mà. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên là ổng nhát mà 4 mối tình đó. Rồi mối tình có 2 tháng. Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? 1 tuần rồi. 4 mối, càng ngày nó sụt xuống còn có 1 tuần rồi. Còn em? Em trải qua 2 mối tình chị. 2 mối tình? Dạ, mối tình thứ nhất là ở hồi sinh viên, mối tình thứ hai là cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là yêu lúc 22 tuổi. Dạ. Được, yêu được mấy năm? Dạ, yêu được gần 1 năm chị. Gần 1 năm, lý do sao chia tay? Dạ, lý do là bạn đó không tôn trọng mẹ em và mẹ em không thích giữa bên hiếu bên tình thì em chọn bên hiếu. Đúng rồi, không tôn trọng mẹ là không có được. Không tôn trọng, không tôn trọng ha. Dạ. Còn em 4 mối tình sao chia tay vậy? Em làm quen tìm hiểu mà thấy không hợp. Mối tình tuần mà sao biết không hợp? Nói chuyện thấy bạn đó nói chuyện với lại nó xăm mình không thích. À, xăm mình là chia tay luôn hả? Trời ơi.
Nhưng mà hai bạn còn trẻ quá mà sao hai bạn đã vội vã phải tham gia chương trình vậy? Dạ, tại vì em á, thì bản thân em là do mẹ em cũng lớn tuổi rồi, mẹ em gần 60 tuổi rồi, nên mẹ em muốn em kết hôn sớm để mẹ có cháu vòng, nên em cũng tranh thủ. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, mẹ nôn có cháu dữ vậy. Dạ, đúng 60 rồi. Còn trẻ lắm mà. Trời ơi. Bên kia là nôn, bên đây có nôn không? Thì có. Ai nôn? Mẹ nôn. Mẹ em nôn luôn. Trời ơi, mẹ nôn luôn. Vậy hả? Là bên hai bên mẹ nôn không mà hai đứa nhỏ chưa nôn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? À, một bạn gái biết lễ phép, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Em không thích ở điều gì ở bạn gái? Em không thích bạn gái xăm mình, nhõng nhẽo. Sao mình có bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bên bạn trai bên kia? Dạ, em nghĩ là khoảng 80% á. Dạ. Ha, đúng không? Chị thấy gì đó. Ừ. Dạ. Còn em sao, cái hình mẫu lý tưởng của em đối với người bạn trai? Dạ, hình mẫu lý tưởng đối với người bạn trai là giống Shin Ha-yoon đó chị. Thích Shin Ha-yoon đó chị, đờn đờn với hát này nọ. Và bạn trai em là biết tôn trọng người lớn với ca lăng là được rồi. Vui vẻ thì giống ai được giống rồi. Ai mà đờn hát thì chưa nghe nè. Shin Ha-yoon đó chị. Ô, Shin Ha-yoon. Dạ. Là một tài tử người Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi chị. Shin Ha-yoon, để coi nè. Chào cơ. Em tự thấy mình giống Shin Ha-yoon không? Em có biết Shin Ha-yoon là ai không? Em không có coi nhạc Hàn Quốc nên em... Mà em không biết người đó luôn đúng không? Dạ không. Chị còn không biết nữa sao em biết? Thôi bỏ đi ha. Dạ. Mà em có thích nghệ thuật không? Dạ có. Em có tham gia nghệ thuật bao giờ chưa? Hồi xưa em lúc năm 2015 em có đi đóng phim. Phim truyền hình. 2015 mà đóng phim hả? Phim gì vậy? Em đóng vai nhỏ nhỏ bên Cách Ca Đơ. Là vai gì? Vai nhỏ nhỏ là vai gì? Vai công an bên bộ phim Canh Bạc Cuộc Đời tập 36. À, như vậy là cũng đã tham gia nghệ thuật, cũng đã đóng phim. Được rồi em, cái Shin Ha-yoon nó ở xa lắm em ơi. Kiếm cái người kế bên mình nè ha. Nè ha. Dạ còn không giống anh Quyền Linh vui vẻ gì vậy. Giống Quyền Linh kiếm không có ra đâu em ơi. Việt Nam có một người một à, không có kiếm được. Anh này anh dễ thương anh luôn á. Có vẻ bự bự hơn anh á. Tròn mũm mỉm cũng giống á. Nhìn cũng được lắm á. Ở bên kia yêu cầu giống giống Quyền Linh rồi. Thấy giống không? 80%. 80% giống Quyền Linh. Thấy giống có cái tóc rồi đó. Quăng quăng. Trời luôn. Ơi, thằng gái xinh dữ vậy trời. Xinh lắm luôn nè. 24 tuổi có tin nổi không? Quá trời trẻ luôn vậy đó. Rồi ví dụ giờ đàn trai chịu rồi cưới liền được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ tiến đó luôn. Thì bây giờ ba mẹ đang hai bên đều đang nôn nao cái chuyện đó. Ừ. Làm dâu được không? Dạ được luôn anh. Trời ơi sao nó giỏi dữ trời. Em mình dung cái người bạn gái bên đây sao? Nghe qua giọng nói thì em thấy là bạn gái này lễ phép với lại tùy mị. Thôi khỏi còn hình dung hồi tưởng mở tượng ra đẹp không? Hết hồn tưởng tượng đẹp không? Luôn. Chắc đẹp cũng cỡ Ngọc Trinh. Bạn này rất là dịu dàng. Một kiểu dàng. Khác nữa. Không, bạn này ngọc nữ, bạn này là trong sáng, bạn này là một cái vẻ rất là tinh khiết. Thấy không? Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, bạn thân chị. À. Chào chú Quyền Linh và dạ. Chào MC Hồng Vân. Dạ. Và quý khán giả ở trường quay hôm nay đã cũng tổ chức cái chương trình này cho con của như dì lên để nó kiếm bạn trai lý tưởng đó mà. Dạ, dạ. Thì cũng cầu mong cho cháu được sớm lập gia đình. Tự mình nay già quá rồi cũng không muốn cho nó để trễ như mình rồi đó. Mình nói chung lấy chồng trễ á. Nên giờ con nhỏ xíu mình già khằng vậy nè. Trời ơi đâu ra mình có 60 tuổi mà mình già. Không có, nó nói lộn á, 65. Trời ơi, nó cứ nói mẹ lên truyền hình đầu tiên á. Cuộc đời mẹ, mẹ diễn ra cho con đi. Mẹ làm cho trẻ ra đặng cho ba mà có coi cái chương trình này. Ba lé mắt luôn á, chứ ba bỏ mẹ lâu quá rồi. Nó nói vậy á, bỏ hồi lúc còn nhỏ luôn. Còn có mình mẹ nuôi thành ra thương lắm rồi. Cứ chum chum giữ ốm riết cái thành ra cứ đi làm về nhà nên nó ế. Ế đâu mà ế, nhỏ mới 24 tuổi mà ế cái gì. Mà thấy nó không có quen ai hết trơn à. Nó cứ quen tầm bậy tầm bạ trên mạng rồi sợ quá đi. Nên giờ cứ kiếm ai mà chương trình, quý chương trình mà tôi chọn cho nó một người mà nó tốt, nó hiền, nó lo làm ăn là được rồi. Dạ. Mẹ thấy cái bạn này sao? Cái bạn này cũng được, hiền mà nó cũng lễ phép á. Nó cũng thương người già, thấy mặt rồi làm cứu hộ mà tất nhiên là có tâm. Nên cũng được, hơi kệ nó, cho nó sáp vô luôn đi, kệ nó vậy. Rầu lắm rồi. Mẹ dễ thương quá ha. À, rồi mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ nữa hả?
Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào khán giả, chào bên nhà gái. Thấy con dâu tương lai sao nè? Cháu gái bên đây thì cũng dễ thương, cũng hiền. Hai đứa con cho nhau cơ hội đi tiến tới, mà mẹ đồng ý không? Nói nghe nè, mẹ này nói chuyện với mẹ kia xí đi. Đúng rồi, đàn trai nói đàn gái xíu đi. Thấy hai đứa nhỏ thì nó cũng xứng đôi thôi, rồi cho nó bấm nút, nó hẹn hò, cho tìm hiểu. Rồi, hai rồi, bà Xui. Cảm ơn hai bà mẹ. Coi như là lần đầu tiên ôm nhau với coi, hai bà Xui ôm nhau với coi. Tình chị em với nhau mà, đó, trời ơi. Cưng quá trời của đất luôn. Rồi, cho mở rào đi. Rồi, mở rào. Thì được rồi ha. Hai bên chứng kiến rõ ràng rồi, bây giờ mở rào coi hai đứa trẻ tâm sự, nó hiểu nhau, nó bấm nút luôn. Mở rào. Ăn cái gì nè, đó. Bây giờ em nhận bên đó trước đi, bên gái nhận. Em cảm ơn. Đây là anh tặng em con heo đất này là để khi chúng ta quen nhau thì chúng ta sẽ nuôi nó, chừng nào mà ấy thì chúng ta sẽ lo cho tương lai của chúng ta sau này. Dạ, em sẽ cố gắng nhiều. Em cảm ơn. Còn cái kia là gì? Cái kia là gì? Cái này là quả cầu tuyết để chứng minh tình yêu trong sáng của anh dành cho em. Em tặng anh cây xương rồng, bởi vì cây xương rồng nó rất là dễ chăm sóc. Anh chỉ cần để ngoài mưa ngoài nắng gì nó cũng vẫn sống. Và nó cũng giống như là em lặn lội đường xa đến đây, giải dầu mưa nắng gió gì để đến gặp anh. Hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Ở đây là gì? Đây là gì? Còn cái này là bức tranh em vẽ tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ồ, vậy đó hả? Bạn này bạn dễ cho ông Mai và muốn Quyền Linh Hồng Vân. Thấy rồi. Ôi ôi cưng quá à. Cảm ơn em nha, dễ Quyền Linh đẹp hơn Hồng Vân. Không, Hồng Vân giống hơn Quyền Linh. Mà chứ em dễ đẹp đó. Dạ em cảm ơn. Rồi, mình hát bài tặng bạn trai coi nào. Em sẽ hát tặng bài hát là I Love You More Than I Can Say của ca sĩ Lê Si. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you just much more. Oh, oh, love you more than I can say. Wow, wow, yeah, yeah. I miss you every single day. Why must my life be very sorrow? Oh, oh, love you more than I can say. I tell you now I need you so. Only to me you got to know. Do you want to miss me right? Am I just another try? Xin hát không? Bây giờ em hát bài đáp lại đi. Em xin hát tặng bạn gái mà hát được con tên hát trước biết sao. Đã bao đêm anh thức viết thư tình gửi chào em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sâu lắng, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Rồi, bây giờ cảm nhận về cô gái đối diện thế nào? Em cảm nhận bạn gái là bạn gái dễ thương, nói chuyện lễ phép, dịu dàng. Đẹp không? Đẹp. Dạ, em cảm nhận là giống anh Quyền Linh. Giống anh Quyền Linh hả? Bạn hiền, rồi cũng đẹp trai, cũng phong độ. Dạ. Hôm nay là đáng lý tại vì em chưa có biết anh như thế nào nên chưa thể vẽ chân dung anh được. Nhưng mà sau khi tìm hiểu em sẽ cố gắng nhớ anh và khắc ở trong đầu để vẽ anh. Cảm ơn em. Dạ. Em có hay ghen? Dạ, ghen thì em cũng ghen nhưng mà có mức độ nào đó thôi, ít chứ em không phải là cái gì cũng ghen hết. Dạ. Nói chung nha, công việc của anh á thì không có tiếp xúc với nữ nhiều. Dạ. Nhưng mà anh thì có một cái là anh không biết uống rượu uống bia. Dạ, vậy là quá tốt. Anh có ghen không? Anh thì có ghen, nhưng mà đối với anh á thì cái nào đúng là đúng, còn nào sai là sai. Dạ. Rồi bây giờ nè, em bước tới em nắm tay bạn gái ha. Em nói những cái gì suy nghĩ tận đáy lòng của mình, những cái cảm xúc nãy giờ em đã có với bạn gái đó. Rồi sau mình tiến hành bấm nút, đứng nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Đó, nó thấy em sao?
Anh thì lần đầu tiên gặp em, anh cũng thấy thích thích. Nhưng mà thì anh nãy giờ những gì mình trao đổi á, thì anh cũng mong là ta cho nhau cơ hội để được tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng là anh cũng cho em cơ hội để hai đứa mình tiến xa hơn. Dạ. Rồi, trở về ghế. Sẵn sàng chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ 30 giây, kiểm tra lại tất cả những dữ liệu nãy giờ xem mình nói chuyện có hợp hay không, mình thấy rằng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Mà khi bấm nút, chúng ta nhớ là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cặp cặp. Hai cái cặp cặp. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng đôi trẻ nắm tay nhau được rồi đó. Hai đứa dễ thương ha. Xin xin bác. Xin bác hôn cái. Con xin phép bác. Mẹ cho phép rồi đó. Thấy sao cảm giác hôm nay hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, hãy bảo vệ bạn gái nha. Mình có thể làm bờ vai vững chãi, một cái thân hình che chở cho bạn gái trong giông bão. Vậy là chúng ta đã thành công ở cặp đôi đầu tiên. Họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Và tất cả mọi cái điều mà may mắn hạnh phúc á, gần như nó ở rất gần với hai bạn đó.